Thám Chiến Đất Việt, chào các bạn. Và ngày hôm qua thì các bạn đã thấy mình đã chia sẻ hai chiếc lồng, và hôm nay đây là chiếc tiếp theo của nhà đấy, chia sẻ cùng với tất cả các anh em. Đây là một trong ba cái chiếc lồng mà mình rất hay quay chim lên đấy. Chia sẻ của các bạn nó rất là đẹp. Riêng chiếc này là sàn mít, mít lõi là ưu điểm của nó là nhẹ nhàng này, độ bền rất là cao, các bạn thấy đây. Đấy, cái này triệt gạch vuông truyền thống tuyệt vời luôn, sắc rất là, màu rất là đẹp. Đấy, các bạn đang thấy màu hoàn toàn là tự nhiên luôn. Đấy, và cái móc mình ưa thích vẫn cứ là móc tàu. Đấy, các bạn thấy móc tàu nậm sừng, chuyện sắc nét từng chi tiết, nan dấu mắt ở đỉnh nóc luôn. Dù ở góc độ nào thì các bạn cũng thấy là chiếc lồng rất là cân đối và rất là đẹp. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây, quay thực tế tại nhà Cám Đất Việt luôn. Đấy, đây là phía sàn phía trong này, sàn mít lõi đỏ đẹp, khay phân thì tháo để trong kia. Đấy, các bạn thấy này. Đấy, cái này cũng triển tích là đẹp. Đặt ở góc này thì nhìn lại còn tuyệt vời hơn nữa rồi. Cầu của nó thì có những cái cầu tiện hoặc cầu thuốc. Đấy. Áo thì cũng có áo lồng loại đẹp luôn. Nói chung không suy nghĩ với chiếc lồng này, đây là toàn lồng hàng đặt của mình rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Cám Chim Đất Việt. Chào tất cả các bạn.